thầy mua ở khi nhà làm thôn mình té nó nè làm chết theo cái lồ hai nhà không thấy nắng nhom vô mà thôi mà hơi pi một ngáo hai nhà chấm hồi hai mẹ cường tọt nhóm miên chí salad khạch ná hai nhà tớ sợ đặc trái đặc bình chôm xào súp scom bơ cô sợ cây sợ tấm khổ chma tấm xó mặt té rụm đấy sợ khổ sáo hai nhà cổ sầm rạp ngáo trái ตาหาแล้วจับดาวทัวร์ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមសម្អាតធ្វើថៃហ្នឹងឲ្យវាស្អាតអីសិនណែឃើញហ៎ថៃហ្នឹងឡើងបួនក្លោមវៃខំធំមែនតើការវាស្អាតអញ្ចឹងសិនមក
mầm tiết nhưng cho bạn đam vô thấy anh thì liền sân nhưng phở bơ nằm bay liêng xâm áp thấy nhưng không ai biết áp lời nó nhông cho đam cắt thấy giờ từ ngáo lấy nó nhâm cho đam lại thấy rằng bây giờ tôi chấm hối miền là khổ sao ấy cô sạc cây rụng đánh tầm xó tắc bình chống mà xài sốt có xó năng tắc trầy đã thần tịt bàn hói dân chấp đâm là ai sao thấy chẳng máu à lấy nó nhâm chấp đâm thuộc về hai chiếc là máu nằm bây về châu chiết bàn lỗ
ឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមចំហុយត្រីពេលទឹកពុះហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមដាក់អង្ករចូលខ្ទឹមចិញ្ច្រាំរំដេងលក្រូចសើចហើយនឹងកូនស្ក្រៃតំទៀតដាក់ត្រីចូលស្ករសទឹកត្រីម្សៅស៊ុបអំបិលឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំលាងបន្លែបន្តិចខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកទឹកត្រីកោះកុងម្ទេសទុំខ្ទឹមសស្ករសហើយនឹងម្សៅស៊ុបបុកវាឲ្យម៉ត់សិនចាក់ក្រូចឆ្មារទូជាតិជូរអែមល្មមឆ្ងាញ់ល្មមឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនតើហ្មងណាឥឡូវយើងចាប់ដាក់ដូចយកទៅខ្លួនអូយឆ្ងាញ់ណាស ឥឡូវខ្ញុំដាក់ជីនឹងវងហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមម្ទេសទុំក្រូចឆ្មារ
đã mà tê tôm là không chặt trái đã bây giờ lụa sạch thấy nắng hay chuồng biến mà về tranh chuyện hơn ta à lấy cho ăn rồi rồi thằng pin một hái chập đám lụa cho mười nhóm miên chất khăn mình tên thấy ngon đi thấy với lần chăng em chăng mình tên món á à lời nấy dơ một lụa thầy chấm hơi một đống đặt lại top men salad tớ sót hai nhân chi khục mốc nấy hai đặt chấm hơi thầy có con máu ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมการโจทย์เทศนาวิดีโอหรือบอกขยำชุกขยำในวิดีโอใครๆเจอบ๊ายบาย